nấu canh chua. Đây. Đây cả nhà. Đó. Bạc hà của mình nè. Đó, giờ mình cắt bạc hà nấu canh chua nha. Đúng rồi, được. Này nó lớn ghê chưa nè. Thôi. Đó, giờ mình cắt bạc hà nấu canh chua. Đây. Cả nhà. Nè, đó, thấy chưa? Thấy bạc hà của Trang chưa? Cả nhà thấy không? Đây, đó nè. Tốt ghê chưa? Bây giờ Trang đi đi qua bên đây nè. Trang hái mấy trái cà nha. Cà chua. Đấy, cà chua nè. Đó, cả nhà thấy chưa? Thấy cà chua của Trang chưa? Đây. Cà chua đây cả nhà. Đó. Thương kìa. À, giờ càng hái nè. Thấy thương không? À, giờ mình cắt để mình nấu canh chua nè. Ui, nè. Đó. Cà này á là cà trái nhỏ đó, mà sao nó bự dữ vậy nè. Ờ, cà dùng dằn á. Nó lớn vậy á. Thấy ngon chưa? Đó. Bây giờ Trang đi qua Trang hái mấy cái cọng ngò nha. À, cọng quế để nó bỏ canh chua. Đây. Đó. Trang hôm nay nó xinh lè xinh lép. Thế nào cũng ngon. Cả nhà thấy ông quế màu tím này dễ thương không? Đó. Đẹp. Này mình ngắt cái bông này nè. Mình ngắt cái bông này nè mình cho nó lên lá, nhưng mình không ngắt cái bông là cái nó ra bông. Đó, mình ngắt mấy cái bông này. Quế màu tím đẹp chưa? Đây nè. Đây cọng quế của Trang nó tốt nè. Bây giờ mình ngắt ngang đây nè, mình cho nó lên. Đó. Mình bỏ canh chua. Đây, mình ngắt ngang đây mình cho nó lên. Ngắt mấy cái bông này nè. Đó. Nè. Đó. Tốt ghê chưa? Trang trồng ở rừng trước kia cũng nhiều lắm. Đó, cái này cái bông nè, mình ngắt ngang. Cái nào nó lên bông là mình ngắt ngang nó là nó lên nè. Đó. Tốt ghê không? Gió cả nhà ơi. Đây. Đó, rồi bây giờ đứng như đây là nấu canh chua nè. Đó. Trang có mua con cua. Để nấu canh chua cua hôm nay. Ok cả nhà. Giờ mình vô gió quá. Hello em, Quang Quang xin chào cả nhà. Hôm nay là em đi chợ về nè, em mua con cua. Rồi em ra vườn em hái bạc hà nè, cà nè. Rồi em có rau ngò, quế rồi. Giờ em nấu canh chua cua nha cả nhà. Đó. Rồi bây giờ để em nấu. Today I cook the crab, sour soup crab with tomato I roll out there. This one the one I they roll to they call bạc hà. Okay, thì now em nấu canh chua. Okay. Ở đây á, là mình có cái bịch me để mình nấu canh. Đây. Nước sôi này nè. Thì mình bỏ cái bịch me vô. Bây giờ cái rau này mình để mình sắc ra. Ok.
hết. Bây giờ mình bỏ cua vô mình nấu trước nha. Cái này cái lưng á, để mình nấu cho nó chín trước nha cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ là mình nó đã chín rồi nè, mình bỏ bạc hà vô nha. Đó. Cái này bạc hà là em trồng nó cái nhà lá vườn nha cả nhà. Đây cả nhà, mình bỏ bạc hà vô, bạc hà này nó cũng mau chín á, cua nó chín á, mình bỏ bạc hà vô. Rồi bây giờ mình canh chua thì mình lúc nào mình cũng phải bỏ đường nha cả nhà, xong rồi bỏ nhiều ăn bỏ nhiều đường nè. Miếng bột nêm, bột rau cải mở ra thêm miếng nước mắm nha cả nhà. Canh chua phải có nước mắm, cái sốt cái salt, sugar and vegetable powder. Mình bỏ cho mình nấu sour powder. Ở đây mình không có mua me được thì mình mua cái đó cho tạm thời nấu vậy cũng ngon. Bữa nào mình có chợ mình mua me dắt thì nấu nó cũng ngon. Đây cả nhà, bây giờ nó chín rồi mình nếm thử nha. Chua, nó thiếu chua thì mình bỏ cái bột này thêm một me thôi cho nó chua. Em thì em canh chua là hồi xưa nấu má chồng, lúc nào má chồng nói còn nấu gì mình chua lè nữa. Canh chua là má chua má ơi, chua biết ngon má ơi, nhà bác cũng quen rồi phải không? Mở miếng chua vô nữa là nó nhiều. Rồi cả nhà, bây giờ nó chín rồi đó, cái mình bỏ mấy cái trái cà này vô luôn nè. Trái cà này, trái cà xanh đâu nè. Cà này thì em không có thích nấu cà nó bị nhừ, cho nên đang thường thường đang hay bỏ sao em có bỏ trước, trước nó nhừ cũng ngon. Rồi canh cũng ăn xong rồi đó. Bây giờ đó, đây là ngò gai quế nhà trồng nữa nè, mình bỏ nó lên tắt lửa nó sống đó, vậy thôi. Quế có màu tím nữa cả nhà, bữa ông xã mua đi cái ngò mua trồng này đó, tốt ghê. Bỏ cái ngò này vô nó thơm quá trời quá đất luôn. Thơm quá cả nhà ơi. Chẳng hết ngồi canh. Đây cả nhà, đây là canh chua cua của Trang nè. Cả nhà nghe tiếng nhạc nhiều, tiếng nhạc ca người ta bán cà rem á. Ngon lắm cả nhà ơi. Ok, bây giờ Trang chuẩn bị để dọn cơm cả nhà. Thôi thấy luôn cả nhà, hôm nay cơm tối cả nhà, canh chua cua với bạc hà. Chào cả nhà, mời cả nhà ăn cơm. Ba ăn cơm, má ăn cơm, cha mẹ ăn cơm, cả nhà ăn cơm, ăn cơm canh chua cua. Rồi mời cả nhà đi. Hôm nay ăn miếng bún đi, khỏi ăn cơm đi. Canh chua cua và bạc hà ngon quá. Và bạc hà mình trồng nó ngon. Cái chua này cũng ngon luôn.
sao nấu nó ấy hết ha, nó mềm quá ha, em bỏ vô sao cũng nữa. Đây mình gấp bún nha nghe cả nhà. Này rồi mình chan nước canh vô. Everybody eat coffee. Nói tiếng Anh chút xíu cho mấy bạn khác khi bạn biết mình ăn cái gì. Mình chan miếng nước mắm nữa. Vô. Rồi. Ăn thôi cả nhà ơi. Ngon quá. Đổ chua mà. Ủa, bị gì vậy? Dạ, tôi nó đứt. Ăn quá nè. Chua. Chan canh chua vô với bún nha, ăn ngon. Ủa mà vô á. Anh ở ngoài anh có biết bắt cua đồng không? Nó ngoài có cua đồng không? Ở vô Đông Nam mới có. Không có, có đồng luôn á. Ờ ha. Không có ruộng á. Ruộng cua heo mà bắt con gì? À ruộng là ruộng đất sôi mà. Ruộng rẫy á ha, chứ không phải là ruộng lúa ha. Ở nhà múc bún mà chan này vô ngon lắm cả nhà. Bữa nào nấu ăn như vậy đi, ngon giống như nhà quê luôn á. Tại vì ở đây không có cua đồng á, mới nấu cua này nè. Chắc thật sự cua đồng mới ngon. Cua này thì nó bự. Chan miếng nước mắm cay vô nữa. Ngon. Hết sảy bà bảy. Xanh không có cay. Té bự á. Vì nó rớt nhập cho hết rồi nè. Vẫn còn. Mặt hàng nó ngon ghê cả nhà. Trong mặt hàng nhìn ăn nó ngon. Còn cái con gì đó. Mua nước này canh thôi, anh gạch nó tay hết rồi anh ơi. Đang rút cái mùa ốm ông cường ơi. Thôi con nghĩ là con cua này ốm rồi cường ơi. Mời cả nhà cái que cua. Cả nhà nấu thử ăn ngon lắm cả nhà ơi. Ngày xưa ăn cua đồng. Ăn cái cua đồng không? Có cua đồng nấu canh chua ngon. Nó ngọt. Nhưng mà không có thịt. Nấu canh chua trong nước cũng được. Thịt nó thấm với nước canh chua ngọt nó ngon lắm cả nhà. Giả nhưng mà xưa người ta ăn cua đồng, còn giờ hết năm giả thì ăn cua biển. Mình đâu có ăn cua đồng đâu em, mắc quá ăn không nổi. Cua nấu canh chua thì mình ăn xong cái tay mình nó có bay mùi cua, ok, bay mùi canh chua. Còn cái cua mình thấp mình ăn lấy ăn hồi những cái tay của mình nó tăng lắm. Mình nấu canh chua thì mình ăn nó tăng. Nó ngon. Ủa, cách lạ đời luôn ta ơi. Thử nấu đi bà con ơi. Chắc cũng có nhiều người nấu. Trời, nó phải mấy mình đâu. Món nhà quê mà
Nghèo có tiền đâu mua cái gì. Đi ra đồng bắt mấy con cua, nấu canh ra bún, ra bún đỏ á. Cái được ra bún canh đâu. Ăn đi. Không giỡn thôi. Cái rồi cũng có cái càng cắn được mình cắn dùm thôi chứ. Gao hả? Cái cổ thầy đó. Sợ gao quá bạn. Đâu có. Ở nhà biết con cua cái gì ngon nhất không? Cái gì ngon? Là nước cua mình hấp hết rồi còn càng là được thật. thôi không thêm đồng ngò không ngon mình không ăn. Để không ăn đi, ăn miếng đi. Vậy mới ngoan chứ vợ mới thương. Cái thịt nó vừa thấm chua cay ngon. Bữa nào anh bà chị ba lên nấu canh chua thì cho anh bà chị ba ăn bà. Ngon lắm cả nhà. Đi. Để ngoài cái mình bới cơm nguội vô mình ăn. Để nó nguội, cơm bới nguội nha, cơm nguội canh nguội luôn nha, đừng thăm canh nha. Ngon. Đúng là mình nấu rau muống ngon ha nè. Cái ơi, cua nấu rau muống á. Mẹ em đang cầm rau muống để rau muống nó lên hả? Để xuống chừng 50 đồng tiền nước hả? 50 đồng như đủ. Đừng tôm canh chua. Rau quá cả nhà. Xong rồi. Ăn thêm con cua chiên. Ngon. Con này mà có cơm nguội nha. Mà đừng có bới che, đừng có lấy muỗng. Bóc bằng tay á. Ăn. Ngon. Có nhà hàng đồ ăn thật sự sang thiệt, ngon, đồ ăn ngon thiệt. Nhưng ngon, nhưng mà mình vẫn nhớ cái... Mấy cái cà tôi ghét. Mấy cái cà là cà của mình ăn. Cà dung dân. Phải. Cà ở bầy hay đó là cà của mình. Mà em gần ăn xuống rồi em mới mở vô đó mà nó bể vậy đó. Nó lẹ vậy á. Nhờ ăn miếng khô nó lại muốn ăn miếng nước canh. Mà ăn miếng canh chắc phải gấp miếng khô á. Cho thêm miếng cơm nguội nữa. Rồi xong rồi. Rồi xong rồi cả nhà nha. Chúc cả nhà vui vẻ nha. Để bấm đăng like, subscribe rồi. Chia sẻ rồi. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn đại gia đình. Nói gì cho anh Cúc cơ tình nghĩa chứ thôi. Nói gì ngắn gọn quá vậy. Mai nhìn em mang tiếp. Bye cả nhà.